Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Phúc. Sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp trực tuyến chính phủ với các tỉnh thành phố về công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2020. Dự tại điểm cầu Vĩnh Phúc có đồng chí Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đồng chí Trần Văn Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 14 tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương. Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, trong 6 tháng đầu năm nay, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công cả nước mới đạt trên 20%. Đây là một tỷ lệ rất thấp. Thủ tướng yêu cầu người đứng đầu các bộ ngành, bí thư, chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương phải trực tiếp vào cuộc đôn đốc kiểm tra công tác giải ngân vốn đầu tư công. Thủ tướng cũng nhấn mạnh, giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong năm 2020 và cần phải tháo gỡ những vướng mắc khó khăn, có giải pháp quyết tâm cao để đảm bảo tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công trong những tháng cuối năm 2020. Qua đó, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế xã hội năm 2020, đặc biệt trong bối cảnh dịch COVID-19. Tham luận tại hội nghị, lãnh đạo các bộ ngành địa phương đã phân tích những vướng mắc, nguyên nhân khách quan, chủ quan và kiến nghị đề xuất với chính phủ để thực hiện mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công năm 2020. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh có buổi gặp mặt đoàn đại biểu các dân tộc tôn giáo trên địa bàn tỉnh. Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã thông tin nhanh về tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2020, phổ biến đường lối chủ trương chính sách của Đảng Nhà nước về tôn giáo, trong đó nhấn mạnh đến nguyên tắc, phương châm hoạt động, quyền và trách nhiệm của các thành viên trong tổ chức, khẳng định vai trò trách nhiệm của các đại biểu các dân tộc tôn giáo trong việc giữ gìn phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong thời gian tới, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh mong muốn các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tiếp tục sát cánh cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp trong việc phát triển kinh tế xã hội, tăng cường thắt chặt khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tiếp tục có những đóng góp thiết thực với địa phương để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh. Hội cựu thanh niên xung phong thành phố Vĩnh Yên tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam. Phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang của lực lượng thanh niên xung phong, những năm qua, Hội cựu thanh niên xung phong thành phố Vĩnh Yên đã tuyên truyền vận động hội viên, gia đình và nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia các phong trào ở địa phương, xây dựng quỹ nghĩa tình đồng đội với tổng số tiền trên 900 triệu đồng. Hội đã phát động nhiều đợt thi đua, động viên cán bộ hội viên gương mẫu đi đầu trong thực hiện các cuộc vận động, các phong trào vì nghĩa tình đồng đội, cựu thanh niên xung phong giúp nhau làm kinh tế giỏi, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, tham gia các hoạt động vì an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng. Đặc biệt, hội đã tích cực tham mưu, đề xuất giúp cấp ủy, chính quyền các cấp giải quyết chế độ chính sách cho hội viên thanh niên xung phong, vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí xây dựng 13 nhà tình nghĩa với số tiền gần 2 tỷ đồng. Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ 17 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Đại hội Đảng bộ các cấp tiến hành trong bối cảnh đất nước đã qua 35 năm đổi mới, 30 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, 70 năm thành lập tỉnh Vĩnh Phúc với những thành tích rất tự hào. Đại hội có nhiệm vụ đánh giá việc thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 16, quyết định phương hướng mục tiêu nhiệm vụ 5 năm 2020-2025, bầu ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 17, nhiệm kỳ 2020-2025. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Vĩnh Phúc thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Giải phóng mặt bằng luôn là lĩnh vực khó khăn, dễ phát sinh những vấn đề nhạy cảm. Để thực hiện hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng, ngoài vai trò đội ngũ cán bộ làm công tác giải phóng mặt bằng thì cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nhất là địa phương phải thu hồi đất. Từ thực tế trên, huyện Sông Lô đã đưa ra nhiều giải pháp để thực hiện hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng. Trọng tâm là phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm của cấp ủy chính quyền địa phương nơi có dự án đi qua. Xác định công tác giải phóng mặt bằng đóng vai trò tích cực là điều kiện quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và là động lực chính vừa thu hút đầu tư vừa đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án.
Thời gian qua, huyện Sông Lô phối hợp chặt chẽ với các sở ngành của tỉnh thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng cho các dự án và giải quyết đất dịch vụ cho nhân dân. Tuy nhiên, trong thực hiện công tác giải phóng mặt bằng thường nảy sinh những vấn đề phức tạp. Nếu không quyết tâm, linh hoạt thì rất khó thực hiện. Vì vậy, để thực hiện hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng, huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tăng cường phối hợp với chính quyền các địa phương, tích cực tuyên truyền, kiên trì vận động, thuyết phục để nhân dân thực hiện bàn giao đất cho đơn vị thi công. Xuất phát từ cái việc tuyên truyền đến bà con nhân dân nắm được cái chủ trương của nhà nước về cái quy định về cái đền bù giải phóng mặt bằng thì bà con đã nắm được. Và đến giờ này trên địa bàn thị trấn Tam Sơn là khoảng trên 5 ha và khoảng 30% cái diện tích đất nông nghiệp trên địa bàn thị trấn thì để là làm các công trình của nhà nước, của huyện, của tỉnh đóng trên địa bàn thì rất là tốt. Bà con là rất là đồng tình ủng hộ. Điển hình như dự án cải tạo nâng cấp tỉnh lộ 307 đi qua địa phận xã Nhạo Sơn và thị trấn Tam Sơn, có chiều dài khoảng 3 km nên diện tích đất phải thu hồi tương đối lớn, ảnh hưởng đến nhiều hộ dân khiến cho công tác giải phóng mặt bằng lúc đầu gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nhất là người đứng đầu địa phương đã không né tránh, đùn đẩy mà kiên trì tuyên truyền, giải thích, vận động, nên hầu hết người dân đều nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của dự án. Từ sự khéo léo, linh hoạt trong vận động tuyên truyền của cán bộ làm công tác giải phóng mặt bằng và chính quyền địa phương, với từng trường hợp cụ thể đã tạo được đồng thuận trong nhân dân, góp phần giúp chủ đầu tư giải quyết được bài toán khó về mặt bằng trong quá trình triển khai dự án. Xã Nhậu Sơn thì có cái tuyến đường về cải tạo đường 307 từ ngã ba Nhậu Sơn ra trung tâm huyện. Thì sau khi huyện cũng như xã cũng đã phổ biến tuyên truyền cho nhân dân về cái chủ trương coi thế xây dựng cải tạo cái tuyến đường 307 và cũng đã được nhân dân trong xã dọc hai ven tuyến đường 307 cũng rất là đồng tình ủng hộ. Và trên địa bàn xã Nhậu Sơn thì cái đoạn đường này cũng đã giải phóng mặt bằng xong và cũng đã bàn giao cho nhà thầu và huyện để tiếp tục thi công. Trong quá trình thi công của nhà thầu thì ban quản lý dự án và nhân dân địa phương cũng gọi là tạo điều kiện và giúp đỡ để làm sao công tác giải phóng mặt bằng nó là nhanh nhất và đảm bảo. Về phía nhà thầu thì chúng tôi cũng gọi là huy động về máy móc, thiết bị, nhân lực và con người tập trung làm sao để đẩy nhanh được tiến độ và đảm bảo chất lượng về công trình. Có thể thấy, không chỉ đối với công tác giải phóng mặt bằng mà với tất cả công việc, dù lớn hay nhỏ, chỉ cần mỗi cán bộ, nhất là người đứng đầu, tận tâm, tận lực, quyết liệt vào cuộc, thì ắt sẽ mang lại hiệu quả thiết thực. Để tránh tình trạng người dân lơ là các quy định khi tham gia giao thông, sau đợt tổng kiểm soát phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh vẫn tiếp tục triển khai thực hiện tuần tra kiểm soát phương tiện giao thông trên các tuyến, các địa bàn trọng điểm. Với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng, sau thời gian thực hiện tổng kiểm soát các phương tiện giao thông cơ giới đường bộ cho thấy, ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông của người dân đã và đang có sự chuyển biến tích cực. Các lỗi cơ bản như thiếu giấy tờ xe, chở quá số người quy định, vượt đèn đỏ, không chấp hành hiệu lệnh cơ bản được kiềm chế. Tuy nhiên, bên cạnh đó, vẫn còn một bộ phận người dân, nhất là lứa tuổi thanh thiếu niên, chưa thực sự chấp hành các quy định của pháp luật khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông hoặc thực hiện theo kiểu đối phó. Chúng tôi đã chú trọng vào công tác xử lý là những nguyên nhân mà gây lên tai nạn giao thông. Trong đó có nguyên nhân là các cái người dân tham gia giao thông uống rượu bia, vi phạm trật tự an toàn giao thông. Và trong cái hình thức xử lý về uống rượu bia liên quan đến điều khiển phương tiện giao thông thì có những khó khăn vướng mắc nhất định. Một là một số thanh thiếu niên uống rượu bia sau khi kiểm tra trong người có nồng độ cồn đã không chấp hành cái hiệu lệnh của lực lượng cảnh sát giao thông. Hai là chống đối, bỏ xe, không ký biên bản, không chấp nhận cái hành vi vi phạm để đo nồng độ cồn. Để thực hiện hiệu quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh không nới lỏng hoạt động tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông. Đặc biệt, sẽ tập trung xử lý theo từng chuyên đề riêng, chú trọng đến các lỗi là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông để đảm bảo việc chấp hành các quy định về an toàn giao thông của người dân, hạn chế tình trạng người dân chủ quan khi tham gia giao thông dẫn đến tai nạn đau lòng. Chúng tôi sẽ tiếp tục mở những chuyên đề như là chuyên đề về nồng độ cồn, chuyên đề về không đội mũ bảo hiểm,
chuyên đề về quá tải để nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. Song song với việc triển khai các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, tập trung vào nội dung luật phòng chống tác hại của rượu bia và nghị định 100 của chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trên lĩnh vực đường bộ và đường sắt nhằm nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông cho người dân. Công an thành phố Phú Yên tiếp tục bám vào cái chương trình kế hoạch của công an tỉnh, đặc biệt là cái kế hoạch của công an thành phố Phú Yên trong cái lĩnh vực đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố, và vẫn tiếp tục duy trì các cái mặt công tác, tập trung vào cái công tác tuyên truyền, tập trung vào công tác tuần tra xử lý, thế và tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố, ban an toàn giao thông tiếp tục để hoàn thiện cũng như là bổ sung cái cơ sở hạ tầng, thế và cùng với các cấp các ngành thế và lực lượng công an sẽ vẫn là nòng cốt để từng bước đưa cái công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đi vào nền nếp. Việc tiếp tục tăng cường tuần tra kiểm soát của lực lượng cảnh sát giao thông thời gian qua được xem là giải pháp hữu hiệu nhất để tác động đến nhận thức của người dân. Điều đó cho thấy, bên cạnh sự quyết liệt, nghiêm túc của lực lượng chức năng, thì bản thân mỗi người dân khi tham gia giao thông cần phải có trách nhiệm tuân thủ pháp luật về trật tự an toàn giao thông để bảo vệ chính bản thân mình và người thân, cũng như góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.